thưa quý vị, quý vị thân mến, và đến giờ phút này đây, anh em là chương trình chúng tôi xin được phép chính thức hiện diện trên sân khấu ngày vui hạnh phúc tràn lan của cô dâu Thanh Ngân, sánh duyên cùng với chú rể Phạm Hùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đến giờ phút này, theo như quan sát của anh em làm chương trình, thì toàn thể quý vị chúng ta đang còn dạo bước trên mọi nẻo đường xa xôi của bản làng yêu dấu chúng ta rất nhiều. Quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại với những mâm cơm bàn tiệc trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đúng 11 giờ trưa nay, chương trình đại lễ vô quy của đôi vợ trẻ sẽ được phép bắt đầu rồi. Và xin mời toàn thể quý vị nào chúng ta đã đến trước, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng di chuyển bước chân thân ái của mình quay quần bên mặt nước và thưởng thức bàn trà và cùng thưởng tọa tại trung tâm thính nước trước, xong là đợi một ít chút thời gian thì chúng ta sẽ cùng trở lại với ngày vui hạnh phúc tràn lan của đôi vợ trẻ tham dự buổi thân mật chung vui cùng với đại gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay, được không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là các cụ ngày xưa có câu: người trai lớn khi giữ vợ, gái lớn khi gả chồng. Đó là quy luật tất nhiên của cuộc đời một con người. Mà tình yêu khao khát cháy bỏng của đôi vợ trẻ như chiếc cầu vồng bắc qua cơn mưa, luôn tỏa ánh sáng hào quang. Như có tình yêu cao sang, có tình yêu mạnh mẽ cho dù ngày mai còn gian nan vất vả. Và đôi bạn trẻ của chúng ta đã không quản ngại chi, họ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn chân chính để tiến tới một tình yêu thủy chung. Và để rồi em về thưa với gia đình đồng ý cho mình với ta. Em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta với mình rồi lại với ta. Đẹp duyên đôi lứa mặn mà tình không ra, và cho trăng niên tình núi trăng niên hoa. Và tình yêu của đôi bạn trẻ đẹp như là ảnh bình minh, nhận được lời mời thắm tình của hai bên gia đình, nhận được cánh thiên hồng trao tay của cô dâu và chú rể. Toàn thể quý vị chúng ta đã cùng nhau trở về đây để chứng kiến trọn vẹn chương trình đại lễ vô quy.
cùng làm chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được gửi tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Xin đăng chúc cho đại lễ vô quy của cô dâu Thanh Vân, dành riêng cùng chú rể Phạm Hùng thành công tốt đẹp. Cuộc sống nào thì cũng chảy về với biển cả, mà cuộc tình nào rồi cũng dần đến hôn nhân. Mà dù cho núi cách sông ngăn, cũng không gì ngăn nổi duyên anh Việt Nam. Xua bay để đón trăng vàng, sang tây để đón nam gửi về anh. Múc rơi áo tím màu xanh, bây giờ em đã gọi anh là chồng. Vào khoảnh khắc tuyệt vời này, khoảnh khắc hạnh phúc này, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng tạm gác lại đôi đùi chai rượu trên tay mình xuống, mà cùng hướng ánh mắt về phía cổng hoa để chào đón hai gương mặt rạng ngời nhất, lung linh nhất của mùa cưới năm 2023. Xin được kính chuyển lời mời tới chú rể Phạm Hương sẽ nắm chặt tay của cô dâu Thanh Ngân bước lên sân khấu đón quang hạnh phúc của mình. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Và quý vị có thể nở ra một tràng với tay thật lớn để chào mừng được không ạ? Gia đình của chúng ta, vâng, sẽ cùng quý chào thật sâu ra mắt toàn thể duyên hôn. Một lần nữa xin mời. Một tràng một tay trị giá 5 tỷ đồng được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi con người mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Khi đã yêu nhau, đôi vợ trẻ sẽ cùng nhau trải qua những cung bậc thâm trầm cảm xúc khác nhau. Và đôi vợ trẻ của chúng ta yêu nhau đến hôm nay thì câu tươi đã bổ mà trầu này thắm duyên. Và đôi vợ trẻ đã từng nguyện ước với nhau rằng: ước gì em hóa thành bèo, còn em là nước dòng bèo của nhau. Mà ước gì anh hóa thành câu, em hóa thành chồng mình bên nhau đến trọn đời. Mà ước gì em là cô dâu, anh là chú rể, chúng mình cưới nhau. Và đúng là chờ năm tháng mỏi mòn, mà ngày hôm nay đây chính thức không còn mộng mơ. Một ngày đẹp nhất, một giờ đẹp nhất là giờ này đây. Hôm nay chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023, tức ngày 05 tháng 11 năm Quý Mão, tại gia đình nhà gái xóm 4 Bản Dôm, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La. Và MC anh Tú là người kết nối cho chương trình. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được phép trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ vô quy của đứa bà trẻ Thanh Ngân, Phạm Hùng. Phạm Hùng, Thanh Ngân xin chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn cho quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và vừa rồi tiếng pháo của anh em làm chương trình cũng đã nổ ra rồi, tiếng vỗ tay của toàn thể cũng đã nổ ra rồi. Và kể từ giờ phút này đây, đôi bạn trẻ sẽ cùng trở về chung một mái nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, chung luôn con đường nhỏ, và hạnh phúc của họ sẽ là một đàn con sinh. Và đến giờ phút này, để minh chứng rằng tình yêu của đôi bạn trẻ đã đủ lớn, đủ đến với nhau trong buổi trưa ngày hôm nay rồi, thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về phía trước một bước và cùng trao cho nhau cặp vòng nhẫn cưới ạ. Vâng ạ, cặp đôi nhẫn cưới trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta. Vâng, xin mời chú rể bằng hành động đẹp nhất của anh ạ. Xin mời chú rể có thể khuỵu một gối xuống để cầu hôn cô dâu được không ạ? Vâng, xin mời chú rể ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho chú rể được không ạ? Vâng, và đến giờ phút này cũng xin được kính chuyển lời mời từ cô dâu cũng sẽ đeo nhẫn cho chú rể ạ. Vâng, và chiếc nhẫn là vòng tròn, mà đã là vòng tròn thì không bao giờ có điểm đầu và điểm cuối, cũng như tình yêu của đôi bạn sẽ chảy mãi trường tồn theo thời gian. Vâng, và đến giờ phút này xin được kính chuyển lời mời tới đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng trở lại vị trí ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đến giờ phút này để cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị, cũng như là để chúc mừng hạnh phúc cho hai con hai cháu của mình, cũng như để gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị, thì xin mời một vị đại diện bên phải đoàn và gia đình nhà gái. Vâng ạ, sẽ có một vị đại diện sẽ gửi tặng những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị, cũng như là lời dặn dò cho hai con hai cháu của mình. Một lần nữa thân ái kính mời. Oh,
Kính thưa toàn thể quan viên hai họ cũng như là toàn thể các quan khách đến dự lễ thành hôn ngày hôm nay của cháu Thanh Ngân và Phạm Hùng, thì cũng xin được kính thưa là sau một thời gian tìm hiểu, hai cháu Thanh Ngân và Phạm Hùng cũng đã tìm hiểu kỹ và báo cáo các bậc phụ huynh đồng ý cho hai cháu xây dựng gia đình với nhau. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của gia đình hai bên cũng như được sự cho phép của chính quyền địa phương công nhận hai cháu Thanh Ngân và Phạm Hùng thành chính thức trở thành vợ chồng, thì thay mặt cho gia đình nhà gái cũng không biết nói gì hơn, xin được chân thành cảm ơn nhà trai cũng như các vị quan khách hôm nay đã bớt chút thời gian đến chung vui cùng với đại gia đình chúng tôi nên buổi lễ thành hôn của hai cháu. Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn và cũng như là mời chúng ta hãy cùng nhau nâng ly rượu để chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là lời bác thì như mật như hoa mà thơm như muôn lúa tỏa ra khắp hôn trường, đúng không ạ? Và quý vị có thể thưởng cho bác một vị đại diện bên phải đoàn hoặc gia đình nhà trai chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ, toàn thể quý vị? Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và để đáp lại tình cảm thân thương đến từ phải đoàn hoặc gia đình gái thì cũng xin được kính chuyển lời mời tới một vị đại diện bên phải đoàn hoặc gia đình nhà trai cũng sẽ có đôi lời để gửi tặng tới toàn thể quý vị cũng như là để dặn dò hai con hai cháu của mình. Vâng ạ, xin mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của cháu Ngân, qua thời gian tìm hiểu của hai cháu đã tâm đầu ý hợp và hai cháu báo cáo với hai bên gia đình được phép của đứng như hai bên chính quyền địa phương và hai bên gia đình xây dựng một phút trăm năm cho hai cháu. Được sự hiện diện của các cụ hội nhà gái, đoàn kết họ nhà gái chúng tôi rất nhiệt tình, chúng tôi không biết nói gì hơn hết. Xin cảm ơn chân thành các cụ hội nhà gái và bác căn dặn hai cháu. Hai cháu làm thế nào để trở thành dâu hiền và trẻ tháo của hai bên gia đình. Bác chúc hai cháu trong năm hạnh phúc. Vâng ạ, và đó là những lời dặn dò hai con hai cháu của mình cũng như để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho đại diện của hai bên gia đình được không ạ, toàn thể quý vị? Vâng, rất cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và đến giờ phút này, xin được kính chuyển lời mời tới cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng tiến về phía tháp ly tình yêu để rót rượu tràn ly cho buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong lúc thời gian chờ đợi toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với những tháp ly tình yêu, thì xin mời đại diện bên phải đoàn và gia đình nhà gái cũng sẽ có những món quà để dành tặng cho hai con hai cháu của mình để nuôi con sau này. Vâng ạ, một lần nữa xin được kính chuyển lời mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là một đồng của mẹ trao tay thì con đây xin nhận những tháng ngày con không quên. Một đồng con mua sổ để biên, mà một đồng mua thuốc dành viên dở rơi, một đồng thì mua quai nón hồng tươi, một đồng mua gương mua lược hai người soi chung. Và trai thì như cây bách cây tùng, mà gái thì lại như cây liễu để cùng xe duyên. Và đó là những món quà thân thương nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để dành tặng cho hai con của mình nuôi con nuôi cháu sau này. Một lần nữa xin được thay lời và đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn chân thành nhất tới những món quà của bố mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay đã dành tặng cho con của mình. Một lần nữa xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn đại gia đình rất nhiều.
trì cũng như đại diện hai bên gia đình. Trong khoảng 10 giây, quý vị có thể đứng dậy để dô chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Vâng, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta có thể dành cho cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình trong khoảng 10 giây thôi ạ. Mấy con mẹ phía nào lấy mì vào cần mấy ít mắm buồn nào. Sao cá sao mấy con mẹ phía nào hóa kỳ lầu tính khuyền mấy. Ờ, tính khuyền chân non rồi. Sao cá sao mấy con mẹ phía nào nữa. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị ạ. Ôi, ảnh lúng cất tài của ta. Máu kìm nhớ dưới con em, tốn con em. Vâng ạ, xin được kính chuyện lời mời đến toàn thể quý vị. Chúng ta có thể dành tặng cho cô dâu và chú rể trong khoảng 10 giây thôi ạ. Quý vị có thể đứng dậy hết được không ạ? Vâng, và xin mời đại diện hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ uống cùng toàn thể quý vị. Và anh Tú sẽ bắt nhịp 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3 uống, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Toàn thể quý vị đã sẵn sàng chưa? Toàn thể quý vị đã sẵn sàng chưa? Anh em ơi, cần nhà mình ơi, 1, 2, 3 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ vòng lại để chặt cùng đi với nhau trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta ngồi xuống ạ. Rất cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, xin được chúc cho đại gia đình của chúng ta hai bên thông gia, hai nhà như một, đoàn kết bền lâu. Và xin mời đại gia đình của chúng ta hãy uống cạn ly rượu ạ. Vâng, xin mời. Vâng, và đến giây phút này xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ bắt chặt tay nhau một cái để tình thông gia chúng ta đoàn kết mãi mãi, bền chặt như kéo sơn ạ. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, đến giờ phút này sẽ được kính chuyển lời mời tới cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng trở lại với những mâm cơm bàn tiệc của toàn thể quý vị để uống rượu chúc mừng hạnh phúc. Một lần nữa thân ái kính mời.